con đâu, một con này. Đúng một con. Cái xe hôm nay chị cho cái túi đổi. 100.000 chị ơi. Thank you.
Ha ha ha.
sao vì mình làm được. Để em cho nha. Ừ. Em tự lấy đây này. Vâng, em được thả cái ếch to đùng rồi em. Để anh thì ăn được nhưng mà không làm được luôn. Nó phồng lại đấy. Nó nhảy giỏi á. Thường 6 con một con. Thế rồi. Thế rồi. Đang bên đây à? Chị lại mua một cân. Vâng vâng, để em từ từ á. Cái đàn ông em này được hàng ngày ngày. 5 con được không? 5 con. Một con nữa. Ủa là bác được. Ủa vậy nhỉ? Thất láo rồi. Cái này ai không biết nấu cũng chả biết ăn. Đúng rồi. Đắt cho em 10 con. Ừ, đợi chị cân cái này nè. 8 con là 1 cân. 8 con là 1 cân này. Đúng 1 con, 1 cân luôn. Vừa bé vừa to lớn nhau rồi. Chị, bà chị nhường cho em một tí đi. Đang lơ cho tôi hơn người một ạ. Em bắt ạ. Thôi chỉ 6 con thôi, mới lấy 1 à 8 con này, 8 con là 1 cân. Cầm một túi vậy nhé. Tôi ồ, ích nuôi à? Nó thật là chị, chị không ăn đâu, chẳng qua là nhà kia nó bảo rằng nó lấy cho nó một cân này. Đấy. Hôm nay có đâu. Con rồi nhỉ? Bốn. Thế ông nọ là chị bán ếch này à? Đấy. Con mấy con cho con, 120. Cái trả lỗ à? Giờ em á? 8 con. 8 con thì xem lên. Nấu luôn bây giờ. Nó có con nhỏ. Cầm hai cái chân lên mới quay được. Cầm hai cái chân giơ lên. Thêm một đi, hai suất cơ mà. Vẫn bốc là cho hai suất gì đấy đi, bỏ sao cân dưới đi em ơi. Em ơi, bốc nó cân dưới đi. Vâng, rồi em ạ. Đấy. Con tham đuôi rồi, sao đấy này. Lúc này nhé. Nó nhảy.
con đấy. Con rồi ạ? À? Bốn con rồi. Cái này buộc tốn vào cái nó rồi. Cái này chấm bớt anh ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.